High War có vách thời channel Stars hay không? Trường quét hero. Ok. Và từ cái thứ hai, Granny Chapter 2. Oh my gosh, wow, và ta khá là nhanh. Chưa đây. Bây giờ thì mình sẽ phải lấy khẩu súng để xử lý ông bà này. Khi đó thì mình sẽ lấy những món đồ và tẩu thoát khỏi đây. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ 3, Ice Scream 7. Let's go. guys, how are you? I'm fine. It's so tight in this cage. Are you all okay? It seems that this drink contained my father's concoction. But how is that possible? Oh my gosh, chú lợn này khác anh ơi. Ông ta lại dùng ra sao? Đâu, ông ta dùng ra sao? Đấy, chuồn thôi. I can't believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. Welcome. Oh, hi. Now it's time for If You're Doing Fantastic. You got it. Problem 3. Good one. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Problem. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là 7 cuốn sách. Và khi đủ cuốn sách thì các bạn sẽ đến cánh cửa cuối cùng. Khi đó thì các bạn sẽ thoát ra và hoàn thành tựa game này. Ở đây thì ông teacher, ông đang đi theo các bạn. Nhưng mà trong tựa game này thì ông ta đi khá là nhanh. Không biết vì sao ông ta đi nhanh đến mức độ vậy. Rồi thì mình sẽ phải trả lời nhanh câu hỏi trong đây. Không biết có thoát khỏi ông ta không? Bởi vì tốc độ đi của ông ta nhanh thật. Oh my gosh, nhanh đến mức khác thường luôn. Ok, và tựa game thứ 6. Ok, và mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng. Want to play hide and seek? Oh my gosh. Ủa, vừa mà ta toàn màu xanh không? Wow.